Nhà mình lên đây tham quan vậy. Động Quán Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Cái động này là từ khi có, trước khi có chùa. Sâu dưới kia luôn.
bệnh ra. Ấy là tôi không thấy âm tung ông mà không thấy gì nha. Tôi nhớ ông là điều kỳ lạ đó. Đá nghệ thuật kia, đá nung nước,
Instagram.